Chào mừng đến với video về kiến thức lịch sử. Nếu năm nay bạn không tham gia vào kỳ thi đại học, không sao, hãy xem video để tiếp thu tri thức. Và khi Bộ Giáo dục công bố kết quả, bạn có thể nhìn vào đề và nói rằng khoảng thời gian từ năm 1850 đến năm 1900 thuộc kiến thức lớp 11 nên chỉ chiếm phần nhỏ trong kỳ thi. Vì vậy, tôi chỉ đưa ra 5 điều nổi bật nhất. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha nổ súng tấn công Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà. Lưu ý là ngày 30 tháng 8, Pháp và Tây Ban Nha chỉ dàn quân ở ngoài biển. Đến ngày 1 tháng 9 mới chính thức nổ súng tấn công. Ban đầu, Pháp nghĩ rằng Việt Nam là một miếng mồi dễ xơi, nhưng quân ta đã chống trả suốt 25 năm và mãi tới năm 1883, khi triều đình ký hiệp ước Hắc Măng, thì Việt Nam mới hoàn toàn trở thành một nước thuộc địa của Pháp. Mặc dù đã thành thuộc địa, nhưng trong nước vẫn có nhiều cuộc nổi dậy, và tiêu biểu nhất là phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, kéo dài từ năm 1885 đến năm 1896. Bên cạnh phong trào Cần Vương, ta còn có khởi nghĩa Yên Thế với chỉ huy là Đề Thám, bắt đầu vào năm 1884. Phong trào này nổ ra cùng giai đoạn với phong trào Cần Vương và có cùng mục đích là đánh Pháp, nhưng cả hai không liên quan gì đến nhau. Cuối cùng, vào năm 1897, thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa lần một, tập trung vào công nghiệp và giao thông vận tải. Nước ta có nguồn tài nguyên khá dồi dào và phong phú. Các mỏ quặng thì thường ở những khu vực đồi núi, nên việc vận chuyển rất khó khăn và tốn kém. Vì vậy, Pháp đã cho xây đường bộ, đường ray, chủ yếu để có thể vận chuyển khoáng sản một cách dễ dàng hơn. Sự đầu tư vào công nghiệp và giao thông vận tải cũng đã dẫn đến sự xuất hiện và phát triển của tầng lớp công nhân ở nước ta.